điều rất là vui và rất là, nói chung là rất là tốt đẹp với cả nhà, là tất cả mọi cái lăng mộ của vua hầu như là vua Việt Nam chúng ta không bị đào mới trộm cắp, nó còn nguyên dạng nguyên bản luôn cả nhà. Cả nhà ơi, sau một thời gian di chuyển từ làng Hành Hương á, là em đã có mặt tại Lăng Khải Định cả nhà ơi. Đây là vị vua thứ 12 á trong triều đại nhà Nguyễn á cả nhà, thì là ba của vua Bảo Đại á cả nhà. Bảo Đại là vị vua thứ 13 và cũng là vị vua cuối cùng luôn ha. Thì ở đây á cả nhà, cái kiến trúc này á, nó xen lẫn giữa châu Âu và châu Á, giống như là của châu Âu và Ấn Độ giáo vậy đó cả nhà. Thì cả nhà có thể nhìn thấy ha. Trời, thật sự mà nói cho đàn bà kinh khủng khiếp luôn cả nhà ơi, nhưng mà nên sẽ hết mình để quay cho cả nhà xem ha. Bây giờ mời cả nhà lên khám phá trên này nha, xin mời cả nhà khám phá Lăng vua Khải Định. Cả nhà ơi, xin nheo mắt thì cả nhà cũng đừng có buồn phiền nha, tại đây rất là nắng. Cả nhà ơi, nếu mà tính từ dưới mà đường đi lên á, trên tới Vinh mà tới cuối cùng luôn á, thì nó có 127 bậc nha cả nhà, và 37 bậc đầu tiên á là cả nhà sẽ gặp tổng tam quan ha, còn sau đó cả nhà sẽ gặp nghi môn và bái đính. Khi mà bước qua cổng tham quan cả nhà thấy đúng không, ở đây có một bậc và ở trên kia có một bậc nữa, thì là hai bậc ha. Thì nhưng mà cái điểm cuối cùng của nó trên đỉnh kia đó là cung Thiên Định nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà bước vào ha. Thì nguyên cả cái lăng này nó có hình chữ nhật, nên thấy là tất cả mọi lăng hầu như là ở Huế này đều là xây theo kiểu chữ nhật cả nhà. Nếu mà cả nhà nhìn kỹ cả nhà thấy Tử Cấm Thành cũng vậy ha, cũng là xây hình chữ nhật, nhưng mà ở đây kiến trúc là nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là hiện đại, nên là người ta check in chỗ này rất là nhiều luôn cả nhà. Mời cả nhà. Thì cái lăng này được xây vào năm 1920, trong thời gian 5 năm sau đó thì ông cũng qua đời luôn. Và Khải Định đó cả nhà lên làm vua trong một cái thời kỳ cũng rất là gây tranh cãi ha, thời kỳ Pháp thuộc đó cả nhà, nên là người ta hay nói ông giống như là một vị vua đường nhịn vậy đó.
nhưng mà mặt cái mặt của mình với cả nhà một cái phong cách kiến trúc rất là tuyệt vời, nên là tất cả mọi thứ trong hình ảnh của ông được xây rất là đẹp. Mời cả nhà tiếp tục đi lên chơi nha cả nhà. Theo đây chúng ta sẽ tới cái nơi cuối cùng, đó là thiên đường nha cả nhà. Kia cũng có nữa, nhưng mà tiếng giữa bước vào đập vào mắt cái nhà đầu tiên luôn sẽ là cái mộ của ông. Nên sẽ mời cái nhà vào trong nha. Ồ, bên đó, nhưng mà ở ngoài hành lang này cái nhà thấy một cái điều rất là bất ngờ nha. Đó, ở đây nè, giống như là một nguyên một cái bức tranh lớn vô cùng đáng luôn, thì chỉ còn sót lại duy nhất ở đây mình mới có cái bức tranh này, giống như là kiểu đó là nó gọi là bức phù điêu mình sơn mài cái nhà, giống như là muôn loài xuân hạ thu đông. Và thứ hai nữa là cả nhà có thể thấy có rất là nhiều nó được chẳng ở cái nhà được cắt, cái này nó không phải xà cừ mà nó là sành sứ và thủy tinh thì theo bên học được là như vậy. Nếu cả nhà nó thấy nên có sai hoặc là thiếu sót cái nào thì cái nhà mình bên dưới nhà, thì bây giờ bước đầu mình bước vào cái chỗ mà cái mộ của vua đi cái nhà. Đây này cả nhà, đây là nơi đặt cái mộ của vua. Thật sự mà nói là một cái điều rất là vui và rất là tốt đẹp với cả nhà, là tất cả mọi cái lăng mộ của vua hầu như là vua Việt Nam chúng ta không bị đào bới trộm cắp, nó còn nguyên vẹn nguyên bản luôn cả nhà. Thấy cái điều này thì rất là hay ha. Sau một thời gian chiến tranh là rất nhiều thứ, nhưng mà tất cả các cái mộ đều được giữ nguyên bản. Ở dưới này là cái chỗ chôn của vua nè. Còn ở trên này nó xây lên mà cái bức tượng của ổng luôn, mới đầu nên tưởng là bức tượng này sau này mới đem vô, nhưng mà không phải. Như cái nhà cái bức tượng này lúc xây mộ đã có cái hình hài của ổng giống gì luôn rồi đó, trông rất là đẹp luôn. Cái nhà nhìn thấy không, nó giống như là môi nguyên một cái bức tranh bằng sành sứ thủy tinh kết hợp lại đa màu sắc luôn, nhưng mà nên thấy rất là hay. Ở đây là nếu mà cả nhà đã xem cái tập của Liên Ti tại Cấm Thành thì cái nhà thấy điện kiến trung cũng là một những kiệt tác giống gì ở ngoài bức tường đó, cái đều là sành sứ và thủy tinh kết nối lên, nhưng mà rất là hay, đa màu sắc luôn, rất là nhiều màu sắc, rất là đẹp. Nhưng mà mình không biết là sao thời đó làm được như thế này luôn á cả nhà, rất là đẹp không. Cái nhà thấy như một bức tranh vô tận luôn, từ trên tràn tất cả các tường mọi thứ đều còn nguyên bản hết luôn á cả nhà, mình thấy rất là hay nha. Ở trên kia là nơi người ta thắp nhang nữa. Đó là cái phòng cuối cùng đó cả nhà, nơi thắp nhang đó. Mà cái phòng đó thì chúng ta không có được vào. Còn xung quanh hết tất cả đều là những cái hiện vật được ngày xưa lúc mà vua còn sống được tặng, và những cái nói chung là những cái hiện vật mà thờ pháp tặng cho ông, hoặc là những cái việc gì ông còn làm việc các tiền đức nó ở phòng kế bên.
thấy cái đường nét thiết kế của cái bà vua Khải Định ngồi trên cái ngai vàng ở cả nhà thấy rất ấn tượng không? Và nhìn rất là đẹp và tinh xảo không cả nhà? Cái này là được đúc ở bên Pháp đem về luôn á nghe cả nhà, năm 1822. Vào đang Khải Định đó cả nhà nhớ tham quan những cái này nha, những cái này nó có nhiều cái thông tin nó đủ hết cái nhà như thế này nè, cả nhà thấy nó có bản thể hiện 13 là vua Nguyễn nè cả nhà, từ cái đời của ông cha ông có được cuối cùng của vua Hoàng này nha, nhưng mà có một số vị vua là đúng rồi, nó thiếu là những cái vua này nha, còn ở đây là cả nhà sẽ có một cái bản đồ và cái bản đồ nó chỉ cho cả nhà tất cả mọi người tham quan tại Huế. Nói chung là những người mà tiến về Quế cả nhà có thấy cái này ha, đó là từ kinh thành Quế này xuống khu Mai Định này, đó cái này là nói chung là rất nhiều đây, phải có những cái nhà Quế đường đi tất cả mọi thứ đều nằm ở đây hết. Cái nhà tới đây là cái nhà tham quan nha, thì nên sẽ kết thúc cái phần mà nên đi lăng Khải Định tại đây, và tiếp theo hành trình cả nhà sẽ cùng nên khám phá những cái lăng tiếp theo ha. Lăng nào bí mật cả nhà nhớ like, share và subscribe mong kênh. Cả nhà sau một thời gian di chuyển từ lăng Khải Định qua
thì chúng ta đã bắt đầu có mặt tại Lăng Minh Mạng. Thì từ đó qua đây mất khoảng nên nghĩ chắc khoảng 10-15 phút là cả nhà đã tới được đây rồi ha. Nhưng mà khi bước vào cái lăng này á, đập vào mắt ngay từ đầu á, nó giống hoàn thành ghê luôn á cả nhà. Nó có nguyên một cái đường giống như là một cái nước luôn á cả nhà, nguyên một cái kinh ha, giống như là hoàn thành á. Trước khi mình vào hoàn thành cũng có cái cầu bắt ngang ha, thì bắt đầu mới vào lăng của ổng. Nhưng mà ở đây mình nhìn thấy một cảm giác rất là hoành tráng hơn so với lăng Cải Định rất là nhiều luôn cả nhà, thấy không? Xin mời cả nhà bước vào nha. Nhưng mà được một cái ở cái nhà cái chỗ này á, là cây xanh bao phủ mà nó nằm giống như là một trên một cái đồi thông á cả nhà, nhìn cảm giác rất là mát, với cái bàn rất là lớn ha, cho cả nhà cảm giác mát hơn cái lăng Cải Định nãy rất là nhiều. Lăng Cải Định nãy hầu như là không có cây luôn á. Cả nhà tôi thấy một cái mã QR code để cho chúng ta có thể nghe được cái thuyết trình ở trong cái này mà tự nghe luôn. Và thứ hai cả nhà có thể mượn cái tai nghe nè ở ngoài cổng á, khi mà bước vào cả nhà hỏi người ta mượn cái tai nghe ở đâu thì cả nhà sẽ gắn vào và cả nhà thuyết trình cũng đang nghe thôi nha. Rồi cả nhà ơi, mình đang đứng rồi, bắt đầu bước vào cái lăng của vua Minh Mạng ha. Thì ở đây nói một số xíu thông tin cho cả nhà ha. Thứ nhất là tại sao mình đi nói nãy nhìn nó giống hoàn thành quá, thật sự là nó giống hoàn thành giống như phiên bản thu nhỏ luôn á cả nhà. Tại vì ông Minh Mạng này là ông cũng là người xây lên cái hoàn thành đó cả nhà, nên là khi mà cái lăng tẩm của ông rất là giống hoàn thành á, nhưng mà một cái phiên bản thu nhỏ. Theo nên tìm hiểu được thì nó rộng khoảng 15 ha cả nhà. Khi cả nhà bước vào cả nhà thấy ngay đầu tiên là cái mắt cả nhà đó là cái sân chậu, nhìn ECC luôn, hoàng cung luôn. Mà ở đây là cái nơi mà để đặt một cái bia để mà ghi chép là những cái gì công lao của ổng, hay là những cái thành tích gì của ổng á cả nhà, hay lịch sử gì của ổng ở đây nè. Giống như nãy khi mà đi bước vào cái bia của Lăng Cải Định cũng vậy luôn cả nhà, nó cũng được như vậy ha. Đây cũng một mô típ rồi, mời cả nhà. Tiếp thêm cả nhà nói chút xíu về cái bia mộ nha. Thì á, cái lăng này sao xây dựng từ năm 1940, nhưng mà năm 1941 là ông Minh Mạng đã chết rồi. Thì con mà ổng làm vua Tiền Trị á, cả nhà là mới cho xây tiếp tục. Thì tới năm 1843 nó mới xong ha. Thì cái lăng này, cái bia này ổng lập lên để nói về công lao của cha mình đó, nên là cả nhà mới thấy cái này ha. Xung quanh là đều có sông, có suối, nhìn rất là đẹp đấy cả nhà.
một điều nữa đặc biệt đó là trong này có tới 40 cái công trình được xây dựng kèm theo. Theo một cái trục hướng nam đấy cả nhà, nếu mà cả nhà đi từ Hòa Thành Quế cho tới đây mất 10 km thì cả nhà sẽ tới được cái lăng của ông nha. Mời cả nhà tiếp tục di chuyển vào. Thì ở đây khi mà cái nhà thấy á, thường đa phần á, cái trục chính này nó cũng là một cái trục hình chữ nhật á, thì nên cũng không biết chị Nguyễn lại thích cái hình chữ nhật. Different for the office is green and the kitchen is yellow. Còn thành luôn cũng là màu vàng. Còn xung quanh là màu đỏ. Thì cái y xì xì như một cái điện để mà vua tiếp kiến quan đại thần đó cả nhà. Đều trồng hoa sứ ở đây là nghe nói rồi, cái nơi này giống như là thuộc về của hoa sứ cả nhà. Nếu mà cả nhà để ý kỹ, các bạn nữ ở đây á, thường hay kẹp tóc bằng cái kẹp tóc của hình hoa sứ. Nhà thấy cái cảnh ba cầu Bắc Nga này quen không cả nhà? Nhà thấy y như xì ở trong Hoàng Thành ha. Cái chỗ này như là để không gió. Còn giống như trong điện thơ thì điện thơ đã đến khi mình xây dựng vào năm nào mà có trong cuộc sự kiện vào năm nào. Cái nơi này xưa để không gió thì đã cả nay là mình lâu được là mình dịch ra là lâu xạo tức là ở Đà Nẵng tại mình lâu nó đọc cái ấn thơ của Nam Bộ tại nay xảy ra để thơ vũ. Đã là thơ vũ mạng tất cả các lắm là nơi chúng ta thơ tự nhiên có nơi thấu không mát như vậy đúng thế là còn cái lâu là mình nếu mà thường thì vô sẽ leo lên đó nhớ bây giờ cho lên đó là ai cũng bé nhưng mà vì sợ đến cái đó đám mê chụp ảnh thôi bẻ ra ngoài với sự Hay là tắm luôn rồi, cho nên họ cũng có đến chẳng còn gì cả chứ không phải là vì lên đam mê ra chụp ảnh cả ra với nó chẳng sao nhưng mà trước giờ đâu có cái tài nạn sẽ là vậy đâu đúng chứ còn sống tỏng ra đi ra ngôi đàn nó đẹp quá mát tức là làm trước luôn á kẹp kẹp chỗ hôi được thì gọi chỗ đến chỗ đến chỗ đến chỗ đến cũng nhiều lắm rồi nhưng mà cũng nhiều người khác những người ta bỏ những người có rối mà mãi chưa đợi chưa thật chuyện một nơi chập kẹp đó nếu được thì mấy cái thằng đó ôi chừng có tội tội thôi là rối cái sống cho nên là một sờ nhầm sờ lắm nhưng mà họ là một tầm ảnh thôi nhưng mà bây giờ chỗ đó
Rồi cả nhà ơi, Ninh đang có mặt tại Minh Lâu ha. Nơi đây là một cái nơi ngày xưa mà vua hóng mát ha. Nói chung tất cả mọi cái công trình ở trong này, 40 công trình đó, đều là để thờ cúng vua Minh Mạng hết. Đó nên là phụng sự cho vua Minh Mạng. Thì ở đây á cả nhà, thì ở trên nó có một cái lầu, thì cái lầu đó là ngày xưa á, là cũng được mở cho mình leo lên để mà mình tham quan á. Nhưng mà chú này chú nói á, là rất là nguy hiểm, tại một số người chụp hình quên á, rồi lo chụp hình có thể té xuống đây. Nên là sau đó người ta đóng cái đó là luôn. Nên là không cho chụp hình nữa, và có một số vấn đề là đã có người rơi rồi nhưng mà hên nhịn là kịp, không có té. Đó là những câu chuyện cũng rất là thú vị về nơi này ha. Thì tiếp theo cả nhà sẽ đi vào với nên cái nơi chính nhất, trung tâm nhất là nơi chôn các vua Minh Mạng nha cả nhà. Cả nhà mà cái nhà nào mà tạo dáng chụp hình ra mặt mấy cái đồ cung đình nó vô đây chụp rất là đẹp luôn á. Nhưng mà sợ nên nghĩ cái địa điểm này cả nhà nên đi vào buổi chiều á, tầm khoảng 4 giờ đó đi á. Nếu mà cả nhà không có vướng bận những vấn đề khác thì cả nhà nên ở đây tầm ở 4 chiều cả nhà sẽ enjoy được nguyên cái không gian này luôn. Nhưng còn cái này quá nắng cả nhà ơi. Khi mà cái nhà đi tham quan á, cả nhà để ý chút xíu nha, tức là trước một cái công trình nó đường hay để một cái bảng giống gì, hoặc là một cái bảng nhỏ hơn ha. Thường những công trình lớn thì sẽ để một cái bảng rất là lớn giống gì. Thì cái nhà thấy ở đây ha là Bủ Thành và Huyền Cung ha, thì cái này là nơi cái tường thành bao bọc cái mộ của vua để cho đảm bảo an toàn ở cả nhà. Ở sau lưng lên ha, đây là Bủ Thành ha cả nhà, thì nó cao 3 mét và nó dài tới 285 mét, bao bọc nguyên một cái huyền cung bên trong á cả nhà. Huyền cung là cái gì, là cái mộ dưới lòng đất, là cái nơi mà khi mà hoàng thượng băng hà đó thì ổng được đưa vào dưới lòng đất và lắp lại vĩnh viễn luôn. Thì cái chỗ này á cả nhà, thật sự là mình không có tham quan được chỗ này cả nhà ơi. Một năm nó chỉ mở đúng một lần thôi, ngay trang cái ngày giỗ của ông thôi nha. Nên là cả nhà có tới đây thì cả nhà đi tới đây là cả nhà không dừng lại được rồi, và sau đó cả nhà có thể chụp hình ở mọi nơi ha.
Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ mình. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.